Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vồ hụt, thú dữ. Vào một buổi sáng ngày 30 tháng 5, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được cuộc điện thoại của người dân phản ánh có một thi hài hiện đang trong giai đoạn phân hủy, bốc lên một mùi rất hôi thối trong khu vườn của ông Hoàng và ba Nun, tức Lê Văn Nuôi, quản lý. Ngay lập tức, ban chuyên án cho người đến hiện trường để nhận định vụ án. Tại đây, trong căn nhà nhỏ giữa vườn nhãn thuộc ấp Bào Chiên, xã Tân Lâm, người đàn ông trung niên nằm sõng soài giữa vũng huyết, trên người chỉ có chiếc quần đùi. Gần đó, cái ví da đựng tiền bạc, tư trang, điện thoại di động vẫn còn nguyên. Nạn nhân không ai khác, chính là Võ Văn Hoàng, ngụ ấp Suối Lê, nơi ở của nạn nhân cách hiện trường vài ba cây số. Theo một số người trong khu vực này cho biết, nạn nhân và ba Nun là hai người bạn thân. Nhưng hiện tại không thấy ba Nun đâu và số di động cũng không liên lạc được. Thông tin việc ông Hoàng qua đời được thông báo cho vợ của nạn nhân là bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Nhưng trái ngược lại với thái độ thương tiếc trước sự ra đi của chồng thì bà Nguyệt lại hết sức bình thản và thậm chí còn từ chối hợp tác và im lặng trong vấn đề khai báo. Bà Nguyệt từng bộc bạch chia sẻ, tôi làm tang lễ cho ông ấy là vì cái nghĩa chứ tình cảm vợ chồng đã hết từ lâu rồi. Qua tìm hiểu về thông tin gia đình của nạn nhân từ người dân xung quanh, đội cảnh sát điều tra nhận thấy có một vài thông tin manh mối quan trọng. Gia đình ông Hoàng là một trong số những gia đình có của ăn của để nhất vùng này. Nhưng vợ chồng không hề có một con nào nên phải đi nhận con nuôi về cho vui cửa, vui nhà. Và còn có những tin đồn rằng ông Hoàng do chán vợ không sinh được con trai nên bỏ vợ đi với bồ nhí. Sau này cô bồ sinh cho ông một cậu con trai. Nhiều lần bà Nguyệt đã đề nghị đi xét nghiệm ADN để nếu đúng con ông thì mang về nuôi. Nhưng ông Hoàng không chịu. Từ đó cuộc sống vợ chồng ngày càng lục đục. Sau khi dắt nhau ra xã và tuyên bố ly thân, bà ở lại nhà chăm con nuôi và lo buôn bán. Riêng ông Hoàng chọn kiếp lang thang, rong ruổi với bạn bè. Một trong những địa chỉ ông thường xuyên lui tới và ngủ lại chính là vườn nhãn nơi xảy ra án mạng. Các điều tra viên nhận định đây là một vụ án hết sức phức tạp, bởi lẽ hung thủ lại là bạn thân của nạn nhân. Các nhân chứng biết được vụ việc thì không hợp tác. Tài sản của nạn nhân là chiếc xe Future thì hiện đã mất, nhưng không tìm thấy trên địa bàn và các tỉnh xung quanh. Còn bản thân hung thủ đã bật vô âm tín, không chút manh mối. Chắc chắn xung quanh hung thủ còn có nhiều sự hỗ trợ, chứ bản thân một mình hung thủ không thể nào vạch ra kế hoạch và trốn chạy như vậy được. Vậy đó có thể là ai? Manh mối vụ án gần như rơi vào bế tắc. Một số nguồn tin cho biết, bà Nun đã vượt biên sang Campuchia, nhưng hắn trốn ở đâu thì không ai hay biết. Một mặt, cơ quan công an phối hợp các lực lượng chức năng theo dõi các tuyến đường tiểu ngạch sang biên giới. Mặt khác, một tổ trinh sát luân phiên thay đổi, tiếp tục đeo bám các đầu mối là những người thân quen của đối tượng tại huyện Kế Sách. Tuy nhiên với sự ma mãnh của mình, bà Nun không hề tiết lộ nơi ở hiện tại của mình cho bất kỳ ai, kể cả người thân cận nhất. Kế hoạch vây bắt lần hai được thiết lập. Bà thân, mẹ của nuôi đã bước sang tuổi thất thập, lúc này đang đi mua thuốc chữa bệnh. Trong nhà chỉ còn cô con dâu. Thấy bóng công an, cô này bối rối cho biết, khoảng 3 tuần trước, bác ba có về trong đêm, nhưng sáng sớm hôm sau đi đâu không rõ. Nghi đối tượng chỉ lẩn trốn trong khu vực, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà và vườn cây trái rậm rạp. Tuy nhiên vẫn không phát hiện điều bất thường. Trở vào sàn nước bên hông, thấy nền đất vừa mới được bồi cao lên. Một trinh sát hỏi thì người con dâu trả lời, mấy ngày trước nền đất xói lở nên mẹ đào đất ở ao vào đắp lên. Tuy nhiên tình tiết bất thường đã lộ rõ vì có một số đất ở đây lại khô ráo, không phải kết sình như vừa đào ở ao lên.
bỗng trong nhà, cụ thể là phía dưới gầm giường, vang lên tiếng động lạ. Nghi ngờ có người đang trốn dưới đó, Thượng tá Tùng nháy mắt ra hiệu, lần theo hướng phát ra tiếng động. Trinh sát bước đến gần chiếc giường nhỏ đặt nơi góc phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên mép giường vẫn còn vương vãi những vụn đất mới. Đích thị hắn đã đào hầm và đang trốn bên dưới. Một chiến sĩ cất tiếng đanh thép: Lê Văn Nuôi, chúng tôi đã bao vây căn nhà, anh hãy nhanh chóng ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Vòng vo đổ lỗi. Từ bên dưới, Ba Nun chui ra với đầu tóc bù xù, gấu quần ướt sũng, lách thách đưa hai tay lên đầu. Hắn lý nhí: Tôi là kẻ sát hại người, hãy bắt tôi đi. Khi được hỏi về mối quan hệ của hai người thân như vậy, tại sao lại ra tay sát hại ông Hoàng, liệu có ổn khúc nào phía sau? Hắn khai: Khoảng 20 giờ, tôi gọi điện nhờ ông Hoàng vào trong nhà và mượn xe máy của ông này đi uống cà phê ở quán Hải Yến, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Đến nửa đêm, tôi trở về dãy thì thấy ông Hoàng nằm võng phía ngoài cửa. Thấy bạn có vẻ buồn, tôi giục dậy pha trà rồi cả hai cùng uống. Trong lúc chuyện vãn, tôi nhắc lại việc còn thiếu nợ 200.000 đồng. Nhưng ông Hoàng bảo cho tôi luôn, không tính nữa. Biết ông Hoàng đang bỏ đi hoang vì buồn chuyện gia đình, tôi khuyên nên quay về nhà. Cho rằng bản thân có ý coi thường mình, nên hai bên đã xảy ra to tiếng và ông Hoàng ra tay trước. Nhưng hắn đã né kịp, sẵn tiện có vật sắc ngay gần đó, nhặt lên và phay liên tiếp vào người nạn nhân, đến khi ông Hoàng gục tại chỗ. Thấy ông ấy ngã gục, tôi vơ vội vài bộ quần áo rồi lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Đối tượng Phương đã giúp Nuôi đào đường hầm bí mật dưới giường ngủ của mẹ. Chính Phương đã giúp hắn tẩu thoát sang Campuchia và tìm cho hắn chỗ chữa bệnh sau vụ ẩu đả với ông Hoàng. Cùng thời điểm đó, bà Nguyệt cũng được mời về cơ quan điều tra vì tội danh không tố giác tội phạm. Công an cũng thu thập được chứng cứ cho thấy bà này nhiều lần liên lạc qua điện thoại và đưa tiền cho người thân nhờ chuyển cho Ba Nun trong quá trình trốn chạy. Ngoài ra, nhiều lần hắn còn liên lạc với bà Nguyệt bằng sim giác. Khi công an mời lên làm việc, bà Nguyệt đã cố tình giấu sim riêng, gây khó khăn cho công tác điều tra. Khi liên hệ với một người bạn khác của Nuôi, trinh sát biết thêm về một số thông tin. Sau khi bị bắt, Ba Nun khai được một bạn tù là Nguyễn Thanh Phương bao bọc, đưa sang biên giới Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Phương cũng chính là người đã giúp Ba Nun đào căn hầm bí mật dưới giường ngủ của mẹ hắn. Đổi lại, hung thủ nhượng cho tên này chiếc xe máy đã chiếm đoạt trước đó của ông Hoàng. Tại phiên xử ngày 15 tháng 6 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Văn Nuôi tổng cộng hình phạt là tử hình. Nguyệt chịu mức án 15 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm. Phương chịu mức án 9 năm tù. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.